Chào mừng bạn đang xem tại kênh Ki Quy truyện. mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 234, tin tức của Thôn Thôn, hai bộ nguyên thuật của Chu Nguyên. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Lúc này có ánh mặt trời của buổi chiều chiếu xéo xuống, yêu yêu nâng hồ lô, uống rượu những tuần hậu ở bên trong, đôi mắt thanh tịnh, không linh giống như là có thêm tia sáng lướt qua, phản chiếu hào quang phía chân trời ở chỗ sâu trong con mắt của nàng giống như là có một tia ánh sáng nhu hòa đang ngưng tụ. Nàng biết rõ, tên ngốc đang ngồi bên cạnh này vì có thể đánh thức nàng, những năm này đến tột cùng là cố gắng như thế nào. Vô số lần đi chân trần trên mũi đao, những địch nhân mạnh mẽ nhìn qua không có khả năng chiến thắng, nhưng cuối cùng, hắn đều vượt qua hết. Trước đây, mặc dù còn đang ở trong trạng thái ngủ say, kỳ thật nàng cũng có thể cảm ứng được chu nguyên gắt cao bảo hộ ở trước người, đối mặt với địch nhân mạnh mẽ giống như triệu tiên chuẩn kia, hắn cũng không lùi nửa bước rất nhiều chuyện tựa như giọt nước rơi vào hồ nhỏ làm cho trong mặt hồ bình tĩnh kia cũng có những gợn sóng rung động nhộn nhạo ra cuối cùng khoách tán đến chỗ sâu nhất trong tâm linh mang đến dư vị kéo dài trong khi đang chậm rãi tự thuật lại câu chuyện của mình chu nguyên đột nhiên cảm giác được bàn tay hơi lạnh hắn nghiêng đầu nhìn qua và lập tức nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tiêm đến năm ngón tay nhỏ nhắn thon dài nhẹ nhàng cầm ngược nắm chặt bàn tay của hắn lại chu nguyên lập tức nhìn về phía yêu yêu với ánh mắt kinh ngạc và lúc này người sau cũng quay đầu không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Chu Nguyên cảm giác trong vành mắt của Yêu Yêu nổi lên một tia ửng đỏ, nhưng không đợi hắn nhìn rõ ràng, Yêu Yêu đã quay đầu đi, lưu lại cho hắn những đường cong của một bên mặt hoàn mỹ, cậu tự hồ là sống cũng không quá kém đâu nha, nàng khẽ cười nói, Chu Nguyên gãi gãi đầu, nhưng còn không nói chuyện, người ngọc ở bên cạnh nhẹ nhàng nhích lại gần, đôi má tựa ở trên vai của hắn, ánh mắt của Yêu Yêu dừng lại ở hào quang nơi chân trời xa, sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hình như có tiếng thì thầm rất nhỏ truyền ra sau này sẽ không còn người có thể khi dễ cậu rồi. Chu Nguyên không có nghe rõ lời nàng nói, chỉ là cánh tay do dự một chút, sau đó vươn ra, khoác ở trên bờ vai non mịn của yêu yêu, hai người giúp vào với nhau, ở dưới ánh trời chiều kia, bóng lưng liên kết, tựa như một thể. Giờ khắc này, Chu Nguyên hy vọng thời gian ngưng kết, cảnh tượng này cũng sẽ vĩnh viễn được lưu lại ở trong nội tâm hắn. Trên đỉnh núi, hai người lặng lặng ôm nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người cũng đều theo thời gian dần trôi qua mà dần thoát ly khỏi cảm xúc lãng mạn này yêu yêu vặn eo bẻ cổ, triển lộ đường cong yểu điệu, mảnh khảnh, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại hiện lên thần sắc ngây thơ hiếm thấy, không biết thôn thôn hiện tại thế nào. Nghe vậy, Chu Nguyên ngược lại là nhớ tới lân phiến do Kim Linh Nhi mang đến kia, lúc này bàn tay nắm chặt, lấy cái lân phiến sáng lấp lóe kia ra, trước đây thôn thôn còn sai người mang vật ấy tới cho ta, hẳn là dùng để truyền tin cho ta, chỉ có điều, sau khi trở về, ta vội vàng lo chuyện của tỷ làm sao có thời giờ phản ứng tiểu khốn nạn này chu nguyên cười nói nghe thấy lời nói đùa của trung nguyên yêu yêu vừa buồn cười vừa tức giận nàng lắc đầu với tay cầm lấy lân phiến đầu ngón tay nhẹ lướt qua chỉ thấy được trên lân phiến lập tức có hào quang bộc phát ra sau đó tạo thành một màn sáng ở trước mặt hai người ở bên trong màn sáng một con cự thú uy phong lẫm lẫm ló đầu ra toàn thân con cự thú kia được phủ kín bởi lân phiến màu vàng tím hiển lộ rõ ràng sự thần bí cùng tôn quý của nó hơn nữa mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ là có thể cảm giác được hung uy vô thượng giống như có từ thời viễn cổ hồng hoang phát ra từ trong cơ thể của con cự thú kia. Và lúc này, Chu Nguyên cũng có chút sửng sốt, con hung thú uy vũ như thế quả thực làm cho người sợ. Chỉ có điều khi hắn nhìn về phía đôi mắt của con cự thú kia, thấy được thần thái quen thuộc ẩn chứa trong đó, hắn đã nhận ra được, thằng này dĩ nhiên chính là thôn thôn. So với dĩ vãng, hôm nay thôn thôn không thể nghi ngờ là trưởng thành hơn rất nhiều, hình thái uy vũ này khác xa với kiểu dáng vẻ manh tân, đáng yêu lúc trước có lẽ là bởi vì đã rời khỏi yêu yêu cho nên thế gian này đã không có chuyện gì vật có thể đáng giá nó đến tiếp tục giả vờ đáng yêu rồi thôn thôn nâng móng vuốt lên gõ gõ màn sáng sau đó nó đè nặng cuống họng phát ra hai tiếng giống uy nghiêm mười phần tiếp đó móng vuốt của nó xẹt qua bên trên phiến đá ở trước mặt mảnh đá tung bay một lát sau nó giơ phiến đá lên thần thái lười biếng chu nguyên nhìn phiến đá sau đó khóe miệng co giật chỉ thấy phía trên có viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo chu nguyên sắc phôi mau tới kim mê tộc ở vạn thú thiên tìm tiểu ra cần gấp một cái tay chân sắc mặt của chu nguyên biến thành màu đen hắn nghiến sang nghiến lợi nói tiểu vương bát đản này quả thực cần ăn đòn ở bên trong một câu này tràn đầy cừu hận cái gì gọi là sắc phôi còn dám tự xưng tiểu ra tìm ta làm tay chân lại còn dám dùng đơn vị một cái thằng này cho bản thân là cái gì chỉ mới vài năm không thấy tiểu hỗn đản này ngược lại là càng ngày càng đáng giận rồi nhìn thấy cảnh tượng buồn cười này khóe miệng của yêu yêu cũng khẽ nhếch lên nàng phất tay xua tan màn sáng thu hồi lân phiến nói xem ra lần này thôn thôn cũng gặp một chút phiền toái rồi chu nguyên tức giận nói hoàn toàn không muốn để ý đến nó đương nhiên câu này cũng hoàn toàn là nói nhảm mặc dù tiểu hỗn đản thôn thôn kia đáng giận nhưng thật sự là làm cho người vừa yêu vừa hận mà trong khi hai người còn đang nói chuyện hư không phía sau có chút chập trùng chỉ thấy thương uyên mang theo mấy người chuyên trúc thì tình chậm rãi bước ra ngoài nhìn qua hai người thương uyên nở nụ cười vui vẻ ý vị thâm trường thấy thế sắc mặt của chu nguyên cùng yêu yêu cũng không khỏi ửng đỏ sư tôn thương uyên ra ra thương uyên cười gật gật đầu mà chu nguyên lập tức chỉ vào mấy người chuyên trúc hy tinh ở một bên giới thiệu cho yêu 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 cũng khẽ gật đầu chào hỏi hai người chỉ có điều tuy rằng trên mặt có biểu cảm vui vẻ nhưng này thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng xa cách lại không che giấu được chỉ có điều nghĩ lại cũng thấy bình thường với tính tình của nàng toàn bộ thế gian e rằng cũng chỉ có chu nguyên thương uyên cùng với thôn thôn là có thể làm cho nàng để ý những người còn lại thì khó rồi. Nếu không phải là bởi vì chuyên trúc cùng hy tinh trước đây cũng rất chiếu cố trung nguyên, có lẽ ngay cả một nụ cười tươi, yêu yêu cũng không muốn cho đi. Chỉ có điều đối với thái độ của nàng, chuyên trúc cùng hy tinh đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cũng không có cảm giác bị mạo phạm. Dù sao bọn họ cũng biết rõ thân phận của yêu yêu, yêu yêu con có thể tỉnh lại, ta cuối cùng cũng yên tâm. Nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt của thương uyên, ông hiền hòa nhìn qua yêu yêu, cảm thán nói năm đó sau khi trộm yêu yêu hãy còn là ở bên trong thần thạch đi ông đã trốn trốn tránh tránh nhiều năm trong những năm đó ông không chỉ phải phòng bị thánh giả của chư thiên thậm chí còn phải đối phó thánh giả của thánh tộc những nguy hiểm đã trải qua những cái giá đã phải trả quả thực khó có thể nói rõ nhưng cũng may chính là trải qua nhiều năm gian khổ như vậy hết thảy đều đã kết thúc ở hôm nay thần trí của yêu yêu đã định chắc hẳn tiếp đó thánh giả của chư thiên cũng không dám lại trực tiếp nhằm vào nàng mà ngay cả vạn tổ đại tôn đều chỉ có thể thu liễm tâm tư cho nên ở trong chư thiên nàng xem như là tạm thời an toàn. Yêu yêu nói khẽ, những năm này ngược lại là đã khiến cho thương uyên già già vất vả rồi, nàng đương nhiên cũng hiểu trong những năm này vì bảo vệ nàng, thương uyên có thể nói là trốn đông trốn tây, đã hao hết tâm cơ. Dù gì thì ta cũng nhìn con lớn lên, ta không có con cái, ở trong mắt ta, con cũng giống như là con gái ruột vậy, bất luận như thế nào, ta cũng phải che chở cho con. Thương uyên trầm giọng nói, tuy rằng thân phận của yêu yêu rất trọng yếu nhưng tình cảm của Thương Uyên với nàng cũng không phải hoàn toàn là vì vậy. Hơn nữa, con có lẽ cũng biết, người vất vả cũng không chỉ là ta. Thương Uyên cười, liếc nhìn Chu Nguyên, yêu yêu khẽ gật đầu, tiếp được các con dự định như thế nào. Ta có lẽ sẽ đi đến quy khư thần điện, ở lại đó trong một thời gian ngắn, có một số việc còn phải bàn bạc lại. Thương Uyên hỏi, lúc trước ông mang yêu yêu đi, tuy rằng cũng không có thiếu thánh giả ở trong quy khư thần điện ủng hộ ông, nhưng chung quy lại là vẫn có chút không phù hợp quy tắc. Lần này, ông trở về, cũng phải giải quyết hết chuyện này đồng thời cũng muốn để cho quy khư thần điện triệt để xác định thái độ đối đãi với yêu yêu mà chu nguyên đến hỗn nguyên thiên nguyên bản chính là vì đánh thức yêu yêu mà hôm nay mục đích này coi như là đã đạt thành nghe vậy chu nguyên ngược lại là nhún vai tỏ vẻ không sao cả chỉ là nhìn về phía yêu 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 trầm ngâm một chút nói con muốn chu nguyên dẫn mình đi xung quanh hỗn nguyên thiên ngắm phong cảnh về sau đi đến vạn thú thiên một chuyến mang thôn thôn đi không trực tiếp đi vạn thú thiên hay sao chu nguyên kinh ngạc hỏi thôn thôn kia đã phát tin tức cho hắn, chắc hẳn là hoàn toàn chính xác cần một ít trợ giúp, không vội, yêu yêu hơi lắc đầu, nói, cứ để cho ra hỏa đắc ý kia chịu chút đau khổ trước cũng tốt, nói xong, nàng còn nháy mắt với Trung Nguyên, trong đôi mắt ẩn chứa thần sắc nghịch ngợm vui vẻ, chuyện này làm cho Trung Nguyên giật mình, yêu yêu đây là đang giúp hắn xả giận, ai bảo vừa rồi tiểu hỗn đản thôn thôn kia vậy mà kiêu ngạo như vậy, dám dùng đơn vị đo là cái để tính toán hắn, chuyện này làm cho Trung Nguyên không nhịn được ưỡn ngực xem ra ở trong lòng yêu yêu địa vị của hắn còn cao hơn thôn thôn một điểm nhưng mà chợt thân sắc trên mặt của hắn lại là có chút cổ quái ta vậy mà luân lạc tới tình trạng phải tranh thủ tình cảm với tiểu vương bắt đản này hay sao bị đến đây trong nội tâm của chu nguyên cũng có chút buồn vui lẫn lộn mà vào lúc này thương uyên cũng gật gật đầu sau đó trịnh trọng nhắc nhở yêu yêu tuy rằng hiện tại phong ấn đã phá nhưng con vẫn nên cố gắng đừng vận dụng thực lực quá mạnh mẽ với thân phận của con thánh giả của chư thiên có lẽ đều sẽ cho con vài phần mặt mũi nói xong ông nhìn nhìn chu nguyên ý tứ trong mắt làm cho chu nguyên đã minh bạch cái gì ý của ông nói đến chính là thần tính vẫn còn tồn tại ở trong cơ thể của yêu yêu nghĩ đến chuyện này trong lòng của chu nguyên không khỏi trầm xuống nhưng quả thật hắn cũng không có bất kỳ biện pháp ứng đối gì chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình trước đã con mắt của yêu yêu chớp lên nàng ngược lại cũng không nói thêm gì chỉ là gật đầu đáp ứng con sẽ chú ý thượng uyên thấy thế cũng sẽ không có lại nói thêm cái gì hai người ở trước mắt đều không còn là những đứa trẻ ngây thơ mới ra đời lúc trước hiện tại kinh nghiệm cùng thực lực của bọn họ cũng đủ để lưu lạc chư thiên vậy chúng ta tạm thời chia tay ở đây nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp gì thì có thể bóp nát ngọc giàn mà ta đã đưa cho con ta tự nhiên sẽ cảm giác được thượng uyên lại lần nữa nhắc nhở một câu với trung nguyên đợi đến sau khi trung nguyên gật đầu thượng uyên mới vung tay áo lên cuốn đám người còn lại và nhanh chóng rời đi thấy bọn họ đã biến mất trung nguyên lại đưa mắt nhìn về phía yêu yêu cười hít mắt nói chúng ta đây là chuẩn bị dung ngoạn sống trong thế giới của hai người hay sao yêu yêu liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của chu nguyên khóe môi hơi nhếch lên nói cậu thật sự cho rằng ta chỉ là đơn thuần ý định lại để cho cậu dẫn ta đi tham thú phong cảnh ở hỗn nguyên thiên hay sao chu nguyên ngẩn người nhưng lại cảm giác được chuyện có chút không ổn nói bằng không thì là sao yêu yêu chậm gì gì nói tuy rằng việc trong mấy năm ngắn ngủn đã tu đến nguyên anh cảnh xem như là cũng không tệ rồi nhưng tổ long kinh ta đưa cho cậu tựa hồ vẫn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn cho nên trong khoảng thời gian này, ta sẽ chuẩn bị đặc biệt huấn luyện cậu, giúp cho sự lý giải của cậu đối với Tổ Long Kinh càng sâu hơn một ít. Sắc mặt của Chu Nguyên lập tức nhăn như bị rách, nội tâm kêu rên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là mình chuẩn bị được hưởng thế giới ngọt ngào của hai người, hiện tại xem ra, hắn sai rồi, lần này chỉ sợ sẽ là một lần huấn luyện cấp địa ngục, họa phong không đúng. Trong thời gian nửa tháng tiếp theo, Chu Nguyên mang theo yêu yêu du lịch ở khắp nơi bên trong Hỗn Nguyên Thiên, bọn họ đi qua sông núi, lướt qua biển lớn, xuyên qua từng tòa thành lớn hùng vĩ bọn họ ăn giàu uống xương, quan sát rất nhiều kỳ cảnh, cũng nếm thử rất nhiều món ngon rượu ngon ở những nơi mình đi qua. Chuyến du lịch này làm cho Chu Nguyên nhớ tới năm đó lần thứ nhất ly khai đại Chu Vương Triều, mang theo yêu yêu cùng thôn thôn, chạy tới thánh tích trì địa, đó là những kỷ niệm, cảm xúc khó có thể nào quên. Chỉ có điều về phần trước đây đặc huấn địa ngục trong tưởng tượng ngược lại là cũng không thấy xuất hiện, việc này cũng làm cho Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút tiếc nuối, có lẽ đây chỉ là yêu yêu ra mặt mỏng không muốn thừa nhận là chỉ muốn đi du lịch hỗn nguyên thiên cùng hắn mà thôi. nghĩ như vậy trong lòng chu nguyên còn có chút đắc ý cùng mừng thầm. chỉ có điều chuyện bi đi ai chính là hắn chỉ mới đắc ý được nửa tháng rồi sau đó không thể cười được nữa rồi. đây là bên trong một dãy núi sâu ít ai lui tới. trong dãy núi này có rất nhiều nguyên thú tản ra khí tức hùng mạnh. chỉ có điều vào lúc này tất cả lại đều thông minh thu khí thế của lại cũng không dám phát ra tiếng gào thét nào. hết thầy mọi chuyện đều bởi vì người ngọc ở bên cạnh hắn lúc này. mà lúc này ở chỗ sâu trong một ngọn núi lớn nhìn qua hồ nước trong veo giống như là gương sáng ở trước mắt, yêu yêu mỉm cười, nói khẽ. Nơi này không tệ, ở một bên, Chu Nguyên nghi hoặc nhìn quanh, nhưng yêu yêu lại không để ý tới hắn, chỉ là duỗi ra ngón tay ngọc thon dài chạm nhẹ vào mặt nước. Quỳnh, hồ nước bắt đầu kịch liệt chấn động, sau đó Chu Nguyên có chút khiếp sợ khi nhìn thấy, từ nơi cực sâu trong hồ nước lại là có thêm nham tương cuồn cuộn tuôn ra, chỉ trong vòng có nửa ngày ngắn ngủn. Hồ nước giống như là gương sáng lúc trước đã biến thành một hồ dung nham, nhiệt độ cao khiến cho không khí bốc lên đều dần dần vặn vẹo dung nham không ngừng trào ra trong đó còn có rất nhiều tài liệu kỳ lạ chui ra từ sâu trong lòng đất dung hợp cùng dung nham kia theo thời gian dần trôi qua một đỉnh lô bằng dung nham khổng lồ thành hình bên trong đó giống như là một biển dung nham ngón tay ngọc thon dài của yêu yêu liên tục bấm pháp quyết hư không chấn động có từng đường nguyên văn cổ xưa đến cực điểm lăng không thành hình sau đó lạc ẩn đến phía trên cái đỉnh lô kia lập tức biển dung nham ở trong đó lại càng thêm sôi rùng sục nhìn thấy thế Chu Nguyên cũng cảm giác được có chút không ổn, bởi vì nhiệt độ bên trong cái đỉnh lô kia quá khủng khiếp, dù chỉ đứng bên ngoài nhưng thậm chí ngay cả người đã tu thành thánh lưu ly chi khu như hắn đều cảm thấy bỏng rát, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong con ngươi của yêu yêu xẹt qua thần sắc triều tức, cậu cho rằng ta nói đặc huấn chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi hay sao, mặt khác, thánh long khí vận của cậu còn chưa hoàn toàn được thu hồi hay sao? Chu Nguyên nhớ tới võ giao, gật gật đầu, nói vẫn còn ở chỗ võ giao mà chúng ta đã gặp tại đô thành của đại võ phương triều lúc trước trong hỗn nguyên thiên ta cũng đã giao thủ cùng nàng đoạt lại phần thánh long khí vận của võ vương mà cướp được trong tay chúng ta chỉ có điều phần thánh long khí vận của bản thân nàng thì ta lại còn chưa thu hồi yêu yêu mặt lộ vẻ do dự nói vị võ giao kia đích thật là một mỹ nhân hiếm có hơn nữa khí chất vi phạm chắc là nam nhân nào cũng khó lòng xuống tay nàng nói được tùy ý nhưng chu nguyên lại phát giác được khí thức nguy hiểm hắn lập tức nghiêm mặt nói nói nhảm ta còn chưa từng thấy qua nữ tử đẹp hơn tỷ ta chưa thu hồi một phần thánh long khí vận kia của nàng vừa bắt đầu là vì võ thần đại tôn của võ thần vực quấy nhiễu rồi sau đó tuy rằng có cơ hội nhưng ta đích thật là không có lựa chọn ra tay chu nguyên gãi gãi đầu thời điểm cuối cùng ở cổ nguyên thiên kia nếu như hắn muốn ra tay thì có thể dễ dàng lấy thánh long khí vận ra khỏi cơ thể của võ giao nhưng hắn vẫn không có làm như vậy bởi vì hắn cảm giác lúc đó mà mình lấy thánh long khí vận võ giao hơn phân nửa là sẽ vẫn lạc nhưng mà ở thời điểm đó mọi người còn vừa mới liên thủ phá địch, hắn đột nhiên ra tay có chút không thích hợp, chỉ có điều hoàn toàn chính xác là hắn không hận võ giao như đối với võ phương, võ hoàng vậy, phần thánh long khí vận kia hắn cũng nhất định phải thu hồi, nhưng về thời điểm thu hồi thì hắn định là kéo dài hơn một ít, bởi vì hắn cũng cảm ứng được võ giao đã và đang dần dần thoát ly khỏi sự ỷ lại đối với thánh long khí vận, nàng lựa chọn đi lên con đường của chính mình, cho nên thu hồi chỉ là vấn đề thời gian, vậy cũng có thể bán cho võ thần đại tôn một cái nhân tình hắn tin tưởng người sau hẳn là có thể nhận ra sắc mặt của yêu yêu vẫn cực kỳ bình tĩnh chu nguyên nhìn nàng rồi đột nhiên cười nói tỷ đang ghen phải không vốn dĩ hắn chỉ là đang giễu cợt nhưng không ngờ tới yêu yêu sau khi nghĩ nghĩ một lúc lại rất nghiêm túc cật nhẹ đầu nói tựa hồ có một chút chu nguyên hơi há miệng trong nội tâm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại có chút vui mừng cười hắc hắc yêu yêu tiếp tục loay hoay khắc nguyên văn vào đỉnh lô bằng dung nham kia làm như không đếm xỉa tới nói tâm tình không tốt ta có thể lỡ tay đó đến lúc đó bố cục của đỉnh lô kia xuất hiện sai lầm đốt cậu thành cho sẽ không tốt chu nguyên lập tức dùng mình một cái vẻ mặt đau khổ nói vậy làm sao bây giờ yêu yêu ở một bên vừa khắc nguyên văn vào đỉnh lô bằng dung nham kia vừa nghiêng đầu nói vậy thì cậu nói mấy câu dễ nghe đi để cho tâm tình của ta tốt hơn một chút chu nguyên chấp chấp con mắt trong nội tâm thì mừng như điên hắn tiến lên một bước đứng đối diện với yêu yêu nhìn thẳng vào đôi mắt thanh tịnh không linh của nàng rồi nói ánh mắt của tỷ thật là đẹp bên trong như cất giấu sông núi hồ biển ngôi sao, mặt trăng và mặt trời. Chỉ có điều ánh mắt của ta càng đẹp, bởi vì bên trong có hình bóng của tỷ, giọng nói của Chu Nguyên ép tới khàn khàn, tràn đầy tư tính, ngữ điệu cũng tràn ngập thâm tình. Chỉ trong một sát na cái kia, Chu Nguyên cảm giác chính hắn đều bị ngọt đến lợm giọng. Chỉ có điều hắn phát hiện sau khi mình nói xong, sắc mặt của yêu yêu vẫn bình thản như cũ, nàng lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn tựa như là đang nói. Chỉ thế thôi sao, sự đắc ý của Chu Nguyên không khỏi hóa thành tâm thần bất định, trong nội tâm kêu rên, mỹ nhân ở trước mắt thật là quá khó hầu hạ rồi, vì vậy hắn chỉ có thể thở dài một hơi, vi thống nói, tỷ vẫn nên đánh ta một trận thì hơn. nghe xong câu nói đó của chu nguyên, khuôn mặt bình thản của yêu yêu rốt cục cũng giãn ra, nàng mỉm cười nói, ý kiến này hay đó. chu nguyên nhận mệnh rồi, nhắm mắt lại, vậy tỷ đánh đi. trong lòng thầm nhủ, xem ra trong thời gian ngắn thì quan hệ của chúng ta thật đúng là vợ mạnh chồng yếu rồi, nhưng mà không có sao, trước chịu đựng, chờ đợi một ngày kia xoay người làm chủ nhân mà khi ở trong nội tâm của Chu Nguyên đang nghĩ đến những loạn thất bát tao này, hắn cảm giác được có mùi thơm ngát đập vào mặt, lại sau đó, hắn cũng cảm giác được bên môi có chút mát lạnh, tựa như đụng phải ôn ngọc, hắn lập tức mở to mắt, biểu cảm khiếp sợ mà cuồng hỉ nhìn qua người ngọc ở trước mắt, chỉ có điều yêu yêu lại không có nhìn hắn nữa, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái đỉnh lô bằng dung nham sắp sở thành hình kia, bàn tay không ngừng kết ấn, khắc từng đường nguyên văn cổ xưa lên trên đó, Chu Nguyên vút bờ môi, mở chừng hai mắt, tỷ vừa rồi đã hôn trộm ta sao? nhưng mà yêu yêu cũng không thèm để ý đến hắn chu nguyên cảm thấy ảo não vì sao vừa nãy bản thân lại nhắm mắt cơ chứ chỉ có điều trong nội tâm lập tức cảm thấy mừng thầm yêu yêu hiển nhiên là rất hài lòng đối với những lời tâm tình lúc trước đó của hắn hết lần này tới lần khác còn muốn ngạo kiều một phen thật sự là là quá đáng yêu ông mà nhưng vào lúc này đỉnh lô bằng dung nham kia đột nhiên chấn động từng làn sóng nhiệt nóng bỏng cuồng bạo không ngừng quách tán dẫn tới nguyên khí trong thiên địa cũng sôi trào lên yêu yêu thở nhẹ ra một hơi nói hiện tại mặc dù cậu đã đột phá đến nguyên anh cảnh nhưng nguyên thuật sở hữu hay tu luyện lại có đẳng cấp không cao bộ thánh nguyên thuật duy nhất có thể tính toán làm thất thải trảm thiên hồ lô do thương huyền bảy thuật dung hòa mà thành hiện tại thứ cậu thiêu chính là nguyên thuật đẳng cấp cao chu nguyên không biết mình nên nói cái gì cho phải kỳ thật nguyên thuật hắn sở hữu hay tu luyện cũng không tính kém chỉ là tầm mắt của yêu yêu quá cao chỉ sợ ngay cả thánh nguyên thuật phổ thông cũng không nhập được vào mắt của nàng thánh nguyên thuật đương nhiên là đồ tốt nhưng trước đây một mực không có cơ hội tu hành thiên uyên vực ngược lại là có chỉ có điều bởi vì chuyện ở cổ nguyên thiên cho nên cũng không có thời gian hắn nói nghe vậy yêu yêu khẽ mỉm cười thánh nguyên thuật của thiên uyên vực có lẽ không tệ nhưng không cần phải cưỡng cầu bản thân cậu đã mang theo bảo tàng lớn nhất tự nhiên không cần bỏ cần tìm xa có ý tứ gì chu nguyên khẽ giật mình yêu yêu đưa mắt nhìn về phía chu nguyên nói ta đưa cho cậu tổ long kinh chính là công pháp đệ nhất trong thiên địa hiện tại cậu đã tu luyện đến bát phẩm thiên long khí nhưng cậu lại chưa từng đào móc được ra những bộ nguyên thuật chất chứa trong đó tổ long kinh chu nguyên giật mình hắn cũng biết là có nguyên thuật trong tổ long kinh đồng thời còn khai phá được mấy môn đáng tiếc tuy rằng uy lực của chúng cũng không tệ nhưng lại thủy chung khó có thể đạt tới cấp độ làm át chủ bài cho hắn những bộ nguyên thuật mà cậu tìm hiểu được trước đây cũng không thể tính toán được là nguyên thuật chân chính của tổ long kinh chỉ có thể coi là mấy bộ nguyên thuật cấp thấp được diễn sinh ra mà thôi yêu yêu nghiêng đầu khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vui vẻ người bình thường cho dù đã nhận được tổ long kinh thì cũng không tìm hiểu được bởi vì muốn làm chuyện kia thì cần đích thân ta ra tay chu nguyên trợn mắt há hốc mồm chợt san nan sờ soạng mặt một cái rồi hắn ngửa mặt lên trời không có quan hệ ta chính là ưa thích ăn bám như vậy đó tốt rồi không sai biệt lắm bên ngoài hồ nham tương nhìn qua cái đỉnh lô bằng dung nham đã triệt để thành hình kia yêu yêu nhẹ nhàng vỗ tay một cái cái cầm xinh đẹp hơi nhếch lên ừ vào đi thôi chu nguyên nhìn qua cái đỉnh lô bằng dung nham này ở trong đó tựa như là có một biển dung nham đang sôi ủng ục trong đó còn có những con sóng dung nham lớn xoáy lên một luồng chấn động cực kỳ khủng khiếp tán phát ra từ đó chuyện này làm cho hắn không nhịn được mà phải nuối nước miếng với cường độ thân thể hiện tại của hắn kỳ thật cũng coi như là có thể bơi lội trong dung nham mà không chịu nửa điểm tổn thương nhưng đỉnh lô bằng dung nham ở trước mắt hiển nhiên cũng không đơn giản ở phía trên đỉnh lô kia yêu yêu khắc rất nhiều nguyên văn cổ xưa tối nghĩa chuyện này không thể nghi ngờ là đã tăng cường uy lực của dung nham lên một bậc. Tuy rằng có lẽ không đến mức tạo thành tổn thương chí mạng cho hắn, nhưng nếu như tiến vào trong đó, tất nhiên là phải chịu đau khổ. Địa tâm vạn viêm lâu này có thể rèn luyện thiên long khí của cậu, làm cho nó càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng sẽ giúp cho liên hệ giữa cậu cùng thiên long khí càng thêm chặt chẽ. Lúc đạt được mức độ cao nhất kia chính là cơ hội tốt nhất cho cậu tìm hiểu nguyên thuật trong đó. Yêu yêu nói, hiện tại thực lực của thôn thôn có lẽ cũng không kém, nhưng mà bây giờ nó lại nhờ cậu đi qua vạn thú thiên làm tay chân, chắc hẳn vấn đề của nó cũng không coi là nhỏ cho nên cậu cần tăng cường sức chiến đấu lên. Có ta ở đây tồn tại cấp độ thánh giả có lẽ sẽ đồng thời bảo trì ăn ý là không đúng tay, nhưng cấp độ thấp hơn thì ta cũng không tiện ra mặt. Nghe vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu. Đại lão cùng đại lão ngồi ở một bên chấn nhiếp là được rồi. Chính thức mà liêu mạng chiến đấu vẫn phải là người phía dưới thôi. Long kinh vô cùng ảo diệu, trong đó thậm chí còn có nguyên thuật tự uẩn dưỡng mà sinh ra, chỉ có điều nguyên thuật cũng có phân chia cao thấp. Cậu có thể tìm hiểu được loại nguyên thuật nào đến tột cùng là mạnh hay yếu thì vẫn phải là dựa vào bản thân. Yêu yêu lại lần nữa nhắc nhở một câu, mà loại nguyên thuật tìm hiểu được từ trong tổ long kinh này có một chỗ tốt đối với cậu, đó chính là nó sẽ cực kỳ phù hợp với cậu và cậu có thể dùng tốc độ nhanh nhất để thích ứng nó, không cần phải không ngừng cảm ngộ, mà hợp như là những loại thánh nguyên thuật khác vậy. Nghe vậy, trong lòng Chu Nguyên cũng hơi chấn động, thánh nguyên thuật có uy lực cường hoành, nhưng điều kiện tu luyện cũng lấy sự hà khắc mà nổi danh. Nhưng mà theo như lời của yêu yêu, nếu như hắn tìm hiểu được thánh nguyên thuật từ trong tổ long kinh thì tiến độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ viễn siêu những loại nguyên thuật khác vậy thì ta đây đi chu nguyên quyết định xong thì cũng không có lại nói thêm cái gì ánh mắt nhìn về phía cái đỉnh lô bằng dung nham này thân hình khẽ động là đã hóa thành một vệt sáng trực tiếp phóng vào trong nó thân hình của chu nguyên rơi vào trong đỉnh lô trong đó tựa như là tự thành không gian biển nham thạch nóng chảy sóng nhiệt bằng bạc mãnh liệt thổi ập đến nhìn qua chu nguyên cũng không nhịn được mà tặc lưỡi rõ ràng là lúc trước hắn thấy yêu yêu chỉ giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng vung vẩy nhưng không ngờ lại có thể làm ra bảo vật mạnh mẽ như vậy từ đó có thể thấy được hôm nay thực lực của yêu yêu đến tột cùng là đạt đến cấp độ kinh khủng thế nào nếu như nàng nguyện ý thì cho dù muốn chiến đấu cùng thánh giả hẳn là không thành vấn đề xem ra ta cũng phải nỗ lực rồi chu nguyên thở dài vốn dĩ hắn còn cho là sau khi bản thân đột phá đến nguyên anh cảnh thì có thể hơi chút buông lỏng nhưng hôm nay nhìn thấy thực lực khủng bố của yêu yêu hắn lại có cảm giác áp bách hơn nữa cái gọi là thần tính kia cũng luôn một cây gai ở chỗ sâu trong nội tâm của chu nguyên hắn minh bạch hiện tại bản thân còn không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu chuyện gì bởi vì thực lực không đủ có lẽ tối thiểu nhất là hắn phải có được sức chiến đấu cấp độ thánh giả thì mới có thể tạo thành một ít ảnh hưởng đối với đại thế trong tương lai kia những điều này chỉ xẹt qua trong đầu chu nguyên trong chốc lát mà thôi cuối cùng hắn vẫn áp chế những suy nghĩ lung tung này sau đó không hề do dự thân hình khẽ động đã trực tiếp là chui xuống biển dung nham phù phù một tiếng Nham tương bắn lên tung tóe, mà sau khi Trung Nguyên nhảy vào bên trong nham tương, chỉ thấy được ở bên trên bốn vách tường của tòa đỉnh lô đột nhiên có từng đường nguyên văn cổ xưa như ẩn như hiện, vô số đường vân ánh sáng lan tràn đi ra, cuối cùng đã rơi vào bên trong biển nham thạch nóng chảy. Cùng lúc, Trung Nguyên cũng cảm thấy khí tức nóng bỏng từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến cho nhiệt độ trong biển dung nham này lại tăng thêm một bậc. Hiện tại, mặc dù là hắn có thánh lưu ly trí khu nhưng cũng vẫn bị đốt nóng đến đỏ bừng, cảm giác đau nhức kịch liệt vọt tới, làm cho khuôn mặt của hắn vặn vẹo chẳng qua hiện nay hắn cũng không phải là một con chim non mới ra đời, đương nhiên là biết được nên làm gì rồi. Lúc này hắn áp chế loại cảm giác đau nhức kịch liệt này, ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong nham tương, đồng thời bắt đầu vận chuyển tổ long kinh, giống nguyên khí màu bạch kim bằng bạc như nước lũ chảy xuôi trong cơ thể. Trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, một luồng uy áp đặc thù từ từ phóng xuất ra. Đây chính là trần thế thiên long khí mà hiện nay Chu Nguyên đang tu luyện. Thiên long khí là nguyên khí bất phẩm nếu như lại tiến thêm một bước nữa thì sẽ làn nguyên khí cửu phẩm chân chính càn khôn thánh long khí mà phải biết trong toàn bộ chư thiên nguyên khí cửu phẩm đều cực kỳ hiếm thấy chỉ những thế lực lớn có được mấy đời thánh giả tọa trấn kia mới khả năng có chuyển thừa lưu lại chỉ có điều thăng phẩm nguyên khí chính là việc làm gian nan nhất chu nguyên cảm giác muốn đạt tới cửu phẩm có lẽ chỉ có thể chờ hắn thu hồi phần thánh long khí phận trong cơ thể võ giao kia thì mới được sau khi suy nghĩ cẩn thận hai mắt của chu nguyên cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần bế khép tùy ý để nham tương nóng bỏng kia ăn mòn thân thể bản thân hắn lại vững như bàn thạch sừng sững bất động trong cơ thể thiên long khí lưu truyền theo thời gian dần trôi qua mà dần tựa như là hóa thành hư ảnh hình một con rồng bao trùm thân hình mà ở bên ngoài đỉnh lô yêu yêu nhìn qua thân hình của chu nguyên ở trong đó đột nhiên nàng duỗi bàn tay ngọc trắng nõn của mình ra chỉ thấy được trên bàn tay ngọc này có một đám vật chất thần bí chảy xuôi ra sau khi một đám vật chất thần bí này xuất hiện cả dãy núi đều trở nên yên tĩnh tựa như là có một luồng uy áp mạnh mẽ đến không có cách nào để hình dung bao phủ trời đất đó là thần linh vật chất là thứ khiến cho ngay cả thánh giả đều sẽ động tâm mà trong toàn bộ thiên nguyên giới ngoại trừ vị thánh thần của thánh tộc kia thì cũng chỉ mình yêu yêu có thể lấy ra vật ấy yêu yêu chăm chú nhìn chăm chăm vào loại vật chất thần bí kia trong con mắt có ánh sáng lóe lên sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía chu nguyên đang ngâm mình trong đỉnh lô nói khẽ chu nguyên ta biết rõ tâm tư của cậu yên tâm đi ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu chỉ có điều trước đó, ta sẽ tận lực giúp cậu trở nên mạnh mẽ, tương lai như thế nào, chúng ta cùng nhau gánh chịu. Yêu yêu vừa dứt lời, vật chất thần bí trong tay nàng kia đã trực tiếp phá vỡ không gian, xuyên thấu qua vách đỉnh lô, cuối cùng rơi vào bên trong nham tương. Trong chốc lát, biển nham thạch nóng chảy giống như là có thêm sinh mệnh lực vậy, sóng lửa cuồn cuộn chấn động, mà bên trong nham tương, từng đường quang văn cổ xưa nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến chỗ Chu Nguyên và theo thời gian dần trôi qua cũng dần leo lên trên thân thể của hắn mà chính là ở trong một sát na kia tâm thần của chu nguyên chấn động mạnh hắn cảm giác được trời đất xuất hiện biến ảo tựa như là bản thân đã đi vào bên trong hỗn độn ở chỗ sâu trong hỗn độn hai con ngươi cực lớn mở ra tựa như là những tia sáng đầu tiên trong buổi khai thiên chủ nhân của đôi mắt kia là một con rồng khổng lồ nhìn không thấy cuối cùng rồi chỉ sau một cái chớp mắt từ trên thân hình của con rồng khổng lồ này có vô số chùm tia sáng giống như là mưa sao chổi mãnh liệt bắn về phía chu nguyên sau khi cơn mưa sao chổi này tiếp cận chu nguyên mới phát hiện ở bên trong mỗi một vệt sáng kia đúng là ẩn chứa một miếng vảy rồng cổ xưa bên trên vảy rồng lấy ra ánh sáng huyền diệu nhìn kỹ lại đúng là có thể nhìn thấy rất nhiều văn tự đang hiển hiện ở trên đó mang đến cảm giác huyền diệu không có cách nào để đô tả nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng của chu nguyên chấn động còn người phóng đại bởi vì hắn phát hiện bên trên những vảy rồng này đều có ghi lại một bộ nguyên thuật hơn nữa toàn bộ đều thánh nguyên thuật vô số vệt sáng gào thét lao tới ánh mắt của chu nguyên cũng trở nên nóng bỏng coi như là thế lực có được thánh giả tọa chấn chỉ sợ đều khó có thể lấy ra được nhiều thánh nguyên thuật như thế chuyện quả đúng như là lời yêu yêu đã nói tổ long kinh này chính là công pháp đệ nhất chân chính trên thế gian nó chính là một cái bảo tàng cực lớn lúc này cũng có thể mang đến kinh hỉ khó có thể tưởng tượng hô ánh mắt của chu nguyên dừng lại ở trên những vệt sáng gào thét bay qua kia nhưng lại không tùy ý ra tay bởi vì tuy rằng ở chỗ này có rất nhiều vảy rồng nhưng hắn vẫn có một loại cảm ứng hắn chỉ có thể ra tay hai lần nói cách khác nhiều lắm là hắn chỉ có thể thu hoạch hai bộ nguyên thuật, nhiều hơn nữa thì khó có thể nhận lấy, cụ thể quy tắc như thế nào, Chu Nguyên không biết được, nhưng hắn cũng không cảm thấy không cam lòng, nếu như có thể có được hai bộ thánh nguyên thuật, hắn cũng đã thỏa mãn, trước đây, theo như lời Yêu Yêu đã nói, những nguyên thuật này cũng hẳn là có phân chia cao thấp, chỉ có điều về phần phân biệt như thế nào thì cũng chỉ có thể dựa vào cảm ứng của mỗi người mà thôi, Chu Nguyên nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ứng đến từng vệt sáng xẹt qua bên người kia, trong đó một ít vệt sáng thậm chí còn xuyên thủng thân thể của hắn trên những miếng vảy kia đều có chấn động đặc thù của nguyên thuật ghi lại trên đó bao quanh nếu như đặt ở trong hỗn nguyên thiên những bộ nguyên thuật này tất nhiên sẽ dẫn phát một cuộc tranh giành gió tanh mơ máu không biết bao nhiêu cường giả nguyên anh cảnh nghe tin sẽ lập tức chạy đến cướp đoạt nhưng chu nguyên thủy trung chưa từng ra tay hắn không có lựa chọn dùng mắt thường để chọn lựa mà là hoàn toàn giao cho linh cảm của bản thân và hắn cứ chậm rãi chờ đợi như vậy thời gian kéo dài thật lâu trong giây lát hai mắt của chu nguyên mở ra tâm thần của hắn đã lập tức tập trung vào một vệt sáng đang nhanh chóng xẹt qua sau đó không chút do dự ra tay hắn xòe bàn tay ra nhanh chóng chụp lấy vệt sáng kia vệt sáng vỡ vụn miếng vẩy rồng ở trong đó cũng bị chu nguyên bắt được ngay khi vừa vào tay chu nguyên miếng vẩy đã lập tức tiêu tán nhưng ở trong một sát na kia chu nguyên lại cảm thấy trong đầu mình không hiểu sao nhiều thêm ra một nhóm tin tức khổng lồ thánh nguyên thuật thiên long kim trung ngâm tiếng rồng ngâm cổ xưa mang theo ý cảnh đặc thù quanh quẩn ở trong đầu chu nguyên chỉ là thánh nguyên thuật phổ thông thôi sao? Chu Nguyên có chút kinh ngạc, lúc trước nhiều miếng vậy như vậy hắn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng khi vật ấy vừa bay đến gần, nguyên khí trong cơ thể hắn lại ẩn ẩn có chút chấn động, vì vậy hắn mới ra tay, vậy mà, kết quả tự hồ không có tốt đẹp như hắn muốn vậy, là vì ta tu luyện thiên long khí hay sao? Chu Nguyên thầm nghĩ, bởi vì trong tên của bộ nguyên thuật này cũng có hai chữ thiên long cho nên hắn mới suy đoán sẽ bộ nguyên thuật này khiến cho hắn có cảm ứng, hẳn là bởi vì nó cực kỳ phù hợp với thiên long khí mà hắn tu luyện tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối bởi vì bộ thiên long kim trung âm này cũng chỉ là một bộ thánh nguyên thuật phổ thông nhưng chu nguyên cũng không tính quá thất vọng dù sao thì thánh nguyên thuật phổ thông cũng là thánh nguyên thuật đổi lại là những đại nguyên anh cảnh khác ở chỗ này không biết được bọn họ sẽ hưng phấn như thế nào nữa thu liễm tâm tư chu nguyên lại lần nữa nhắm mắt thử cảm giác những vệt sáng gào thét lao qua kia hắn còn có một cơ hội xuất thủ cuối cùng lúc này đây trong lòng của hắn có xuất hiện dã tâm bởi vì hắn hiểu được cơ duyên này là yêu yêu vì hắn mở ra mà mặc dù không nói gì thêm nhưng có lẽ để làm được chuyện này yêu yêu vẫn phải bỏ ra một cái giá lớn cho nên tuy thánh nguyên thuật phổ thông cũng không tệ nhưng hắn đương nhiên cũng hy vọng mình có thể lấy được một bộ thánh nguyên thuật vượt qua mong muốn như vậy mới không uổng phí một phen khổ tâm của yêu yêu chỉ là những vệt sáng đang bay đến kia khó có thể thăm dò đạt được loại nguyên thuật nào cũng cơ hội chỉ có thể dựa vào cảm ứng của mỗi người quả nhiên là như rút thưởng vậy khó có thể đoán trước kết quả chu nguyên ngồi xếp bằng trong tinh không tùy ý để những vệt sáng kia gào thét lao qua chẳng mấy chốc thời gian nửa nén hương đã trôi qua mà theo thời gian trôi qua những vệt sáng vốn bay đầy trời cũng bắt đầu dần trở nên mỏng manh hiển nhiên số lượng vệt sáng kia cũng thực sự không phải là vô cùng vô tận mà đợi được đến khi toàn bộ vệt sáng đều biến mất cơ duyên này có lẽ cũng sẽ đến cuối cùng chỉ có điều chu nguyên vẫn như trước không có ra tay hết sức bảo trì sự bình thản nhưng mà chỉ có hắn mới biết rõ sự xấu hổ ở trong lòng mình bởi vì hắn không có cách nào để cảm ứng được tình huống của những miếng vẩy trong vệt sáng kia cho nên cũng không có biện pháp ra tay bởi vì hắn thật sự không muốn lại lần nữa lãng phí cơ hội cuối cùng bằng một bộ thánh nguyên thuật phổ thông có lẽ cũng không gọi lãng phí mà nên gọi là tiếc nuối thời gian nhanh chóng trôi qua số lượng vệt sáng càng ngày càng ít từ xa xa lại lần nữa có mấy vệt sáng lướt đến nhưng ở đằng sau vậy mà đã không có vệt sáng tiếp tục xuất hiện hiển nhiên cơ duyên này chuẩn bị kết thúc chỉ có điều làm cho chu nguyên thất vọng chính là trong lòng của hắn vẫn như trước không có được cảm ứng đặc thù nào đó hắn thầm thở dài một hơi có chút trần chờ rồi cắn răng quyết định tùy tiện ra tay lấy một bộ vì vậy hắn tâm niệm vừa động thì đã có thêm một bàn tay lớn bằng nguyên khí thành hình chụp tới một trong mấy vệt sáng cuối cùng kia chỉ có điều khi bàn tay kia sắp đụng chạm một vệt sáng thì trong nháy mắt đó tâm thần của chu nguyên chợt chấn động một loại cảm ứng dùng tốc độ giống như ánh sáng xông lên đầu ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía chỗ trung ương của những vệt sáng kia lúc này đây hắn dĩ nhiên là ở bên trong những vệt sáng kia nhìn thấy một vệt sáng ảm đạm giống như không có gì đặc biệt vệt sáng kia bị mấy vệt sáng khác triệt để che giấu trong lúc nhất thời căn bản khó có thể thấy rõ, mà Trung Nguyên nếu không có cảm ứng đột ngột xuất hiện kia thì chỉ sợ cũng sẽ xem nhẹ nó. Miếng vảy bên trong vệt sáng kia mặc dù nhìn như ảm đạm bình thường, cực kỳ phổ thông, nhưng Chu Nguyên lại có một loại cảm giác, đây cũng không phải là nó thật sự bình thường, mà là nó đã ẩn tàng bản thân, cũng không nguyện ý hiện lộ bản thân như những miếng vảy khác, tựa như là phượng hoàng nào có thể dương cánh khoe khoang cùng phàm liều được, đây là một loại cao ngạo từ trong xương tủy, ngàn vạn cảm xúc như tia chớp xẹt qua trong nội tâm của chu nguyên chỉ trong một cái chớp mắt hắn không có do dự chút nào trực tiếp là buông tha cho sắc vệt sáng đến tay mà là bắt lấy cơ hội cuối cùng chụp tới vệt sáng bình thường kia mà phát giác được cử động của chu nguyên vệt sáng kia lại hơi lóe lên trong lúc mơ hồ từ bên trong đó giống như là có thêm một tiếng gầm vang vọng bên trong tiếng gầm kia tựa hồ là có ẩn chứa ý cảnh đặc thù nào đó chu nguyên khiếp sợ phát hiện mình không có cách nào để chụp xuống dưới chỉ trong một lát rằng con này vệt sáng kia đã xẹt qua, bay về nơi xa. Chu Nguyên cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Từ biểu hiện vừa rồi là hắn biết nguyên thuật ghi lại bên trong miếng phẩy này tất nhiên không giống bình thường, bằng không thì không sẽ có linh tính cao như thế. Nếu để cho nó chạy, chỉ sợ ruột đều hối hận đến xanh rồi. Vì vậy hắn cũng gào thét một tiếng, thiên long khí bộc phát ra, bắn tay tựa như là một long chảo, phá vỡ không gian hung hăng chảo xuống miếng phẩy đang bỏ chạy kia. Nhưng thiên long chảo còn chưa rơi xuống, từ trong miếng phẩy kia ẩn ẩn có một chấn động kinh khủng phát ra, bị loại chấn động này ảnh hưởng, Thiên Long khí của Trung Nguyên vậy mà lại tán loạn, làm sao có thể? Chu Nguyên khiếp sợ, Thiên Long khí của hắn vậy mà lại không khuất phục được miếng vậy này hay sao? Chỉ có điều, ngay trong một cái chớp mắt khi Chu Nguyên cảm thấy mình muốn sắp thành lại bại kia, bên trên Thiên Long trảo sắp sửa tán loạn đột nhiên có Đường Vân Thần Bí lan tràn đi ra. Đúng là nhờ Đường Vân Thần Bí kia ảnh hưởng, Thiên Long trảo mới có thể ổn định lại, không tán loạn nữa. Biến cố này cũng nhanh chóng bị Chu Nguyên phát giác. Đường Vân Thần Bí kia tới quỷ dị, tiếng hắn vẫn nhận ra được chấn động quen thuộc là yêu yêu ra tại sao hắn hơi kinh hãi nhưng không kịp nghĩ nhiều trực tiếp không chế thiên long chảo bị cưỡng ép duy chỉ hung hăng chộp xuống vệt sáng kia cuối cùng là bị cầm chặt nhưng chu nguyên còn không kịp mừng rỡ thì đã nhìn thấy miếng vải kia trực tiếp nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ có rất nhiều mảnh vỡ phá vỡ không gian bỏ chạy chỉ có một ít thì rơi vào trong bàn tay của chu nguyên đáng chết chu nguyên tức giận đến mắt đều đỏ miếng vải này đến tột cùng là cái đồ chơi gì mà lại khó giải quyết như vậy cơ chứ chỉ có điều bất luận hắn cảm giác khó chịu như thế nào thì miếng vải kia cũng đã đi xa, lại cũng khó có thể truy tìm. Mà lúc này, những mảnh vỡ của miếng vải bị Chu Nguyên bắt được kia cũng nhanh chóng dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Một loáng sau, có một đoạn tin tức cực kỳ bằng bạc, tối nghĩa, cổ xưa nổ tung ở trong đầu Chu Nguyên, làm cho tâm thần của hắn rung động. Đây hẳn là một bộ thánh nguyên thuật, nhưng cũng không có cho thấy đẳng cấp, nhưng mà Chu Nguyên như cũ là cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ khó có thể hình dung, khiến cho toàn thân hắn có chút run rẩy bởi vì bộ nguyên thuật kia có tên là Tổ long bàn thiên thuật khi trung nguyên đi ra từ đỉnh lô bằng dung nham thì đã là một tháng sau âm uhm, mà sau khi hắn đi ra mặt ngoài tòa đỉnh lô bằng dung nham kia lập tức có vết rách nổi lên cuối cùng đỉnh lô triệt để sụp đổ hóa thành những tảng đá phụn bốc hơi nóng đầy trời sức mạnh bằng bạc ngưng tụ trong đó kia cũng triệt để tiêu tán ở giữa trời đất chu nguyên chỉ là liếc qua chỗ đỉnh lô sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía trên một cây đại thụ ở bên hồ yêu yêu nghiêng người ngồi ở trên nhánh cây một tay nắm một cái hồ lô rượu giống như là làm bằng phỉ thúy, thần thái hơi có vẻ lười biếng. Cuối cùng đi ra rồi sao? Nàng đưa mắt nhìn về phía Chu Nguyên, dưới cái lưng mệt mỏi, đường cong linh lùng tinh tế hút mắt người xem hiện lộ rõ ra. Chu Nguyên bước ra một bước, thân hình đã trực tiếp là xuất hiện ở bên người yêu yêu. Nhìn bộ dáng này xem ra là cậu có thu hoạch không nhỏ. Yêu yêu nói, tuy rằng sắc mặt của Chu Nguyên không hiện rõ, nhưng nàng còn có thể từ trong đôi mắt của hắn phát hiện thần sắc kinh hỉ kia. Đương nhiên không nhỏ, Chu Nguyên cảm thán nói, chứ không đề cập tới hai bộ thánh nguyên thuật kia. Ngay khi hắn bước ra khỏi đỉnh lô thì hắn cũng lập tức cảm giác được nội tình nguyên khí của bản thân có tăng lên. Nguyên bản chiều cao của Nguyên Anh chỉ có 6 tấc 3, bây giờ đã trực tiếp là tăng vọt đến 7 tấc. Trải qua qua rất nhiều tôi luyện chu nguyên đương nhiên minh bạch, đây không phải là bước đề thăng nhỏ gì. Nếu như đổi lại Nguyên Anh cảnh phổ thông, một bước này không biết cần bỏ ra bao nhiêu năm khổ tu, mà ở nơi này, vẹn vẹn chỉ là một tháng. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, đừng nhìn đỉnh lô này tựa hồ là yêu yêu tiện tay rèn luyện mà thành nhưng nàng tất nhiên cũng bỏ ra không ít tâm huyết cùng công sức nhìn thấy ánh mắt của chu nguyên yêu yêu cũng mỉm cười nói yên tâm đi loại sự tình này cũng sẽ không thường xuyên có hoàn toàn chính xác không thể thường xuyên có vì giúp cho chu nguyên có thể tăng lên cùng mở ra bảo tàng nguyên thuật của tổ long kinh mà không để lại bất kỳ di chứng gì yêu yêu bỏ ra thần linh vật chất thần vật như vậy cho dù là nàng cũng khó có thể thường phung phí hơn nữa nếu để cho những thánh giả khác biết được nàng vậy mà đồ vật chân quý như thế cho một nguyên anh cảnh sử dụng không biết sẽ là đấm ngực dậm chân hô to lãng phí biết bao nhiêu lần đây chu nguyên ngồi xuống nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ non mềm của yêu yêu hắn không nói thêm lời khách sáo gì bằng vào quan hệ giữa hai người cũng hoàn toàn chính xác là không cần nói những lời không có ý nghĩa kia vì nàng hắn có thể bỏ ra hết thảy thậm chí cả sinh mệnh của mình điểm này hắn biết yêu yêu chắc hẳn cũng biết đến nếu không thì lấy tính cách thanh lãnh đến gần như lạnh lùng của nàng như thế nào lại lo lắng cho hắn như vậy đây cậu lấy được thánh nguyên thuật gì yêu yêu có chút hăng hái hỏi tuy rằng nàng ngầm ra tay trợ giúp chu nguyên nhưng đến tột cùng có thể thu hoạch được cái gì thì chủ yếu vẫn là phải dựa vào cơ duyên của chính bản thân chu nguyên nàng lại không có biện pháp nhúng tay sâu hơn nữa một bộ thánh nguyên thuật phổ thông tên là thiên long kim trung âm chu nguyên có chút bất đắc dĩ ta cũng không biết tại sao mình lại có cảm ứng với một bộ thánh nguyên thuật phổ thông như thế nhưng ta nghĩ có lẽ là bởi vì thiên long khí của ta đi Suy đoán của cậu là đúng, chỉ có điều cậu cũng chưa có coi thường bộ Thiên Long Kim Trung Âm này, mặc dù nó chỉ là một bộ thánh nguyên thuật phổ thông, nhưng mà theo ta thấy nó lại là bộ nguyên thuật phù hợp nhất với Thiên Long khí, lấy Thiên Long khí thi triển Thiên Long Kim Trung Âm, bi năng kỳ thật cũng không yếu hơn đại thánh nguyên thuật bao nhiêu, nghe vậy, Yêu Yêu lại cũng không cảm thấy kỳ quái, thật sao? Nghe được Yêu Yêu giải thích, Chu Nguyên lúc này mới yên tâm một chút, còn có một bộ thánh nguyên thuật khác nữa, tên là Tổ Long Bàn Thiên Thuật, nghe Chu Nguyên nhắc đến Tổ Long Bàn Thiên Thuật Bàn tay đang đưa hồ lô ngọc lên miệng của Yêu Yêu hơi dừng lại, ánh mắt của nàng lưu chuyển, chợt có một tiếng cười khẽ vang lên, thì ra là nó, xem ra lần này ta bỏ ra công sức cũng không uổng, bộ nguyên thuật này chưa từng có ghi rõ đẳng cấp, Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, tâm tình lúc này của Yêu Yêu dường như không tệ, khuôn mặt giãn ra, nàng cười nói: "Bình thường đẳng cấp hoàn toàn chính xác là khó có thể dùng để sắp xếp nó, đối mặt với nguyên thuật như vậy, đừng nói là nguyên anh cảnh hay pháp vực cảnh, ngay cả cường giả thánh cảnh đều sẽ động tâm." về phần vì sao đợi đến khi cậu đột phá đến thánh giả thì tự nhiên sẽ biết chu nguyên có chút chân kinh bởi vì yêu yêu đánh giá bộ nguyên thuật này cao như thế nhưng cũng tiếc ta vẻn vẹn chỉ lấy được phương pháp tu luyện sơ kỳ của bộ nguyên thuật này ngay sau đó chu nguyên lại là tiếc nuối nói trước đây khi miếng vẩy rồng kia vỡ vụn hắn vẻn vẹn chỉ là bắt được một góc không thể thu hoạch được công pháp hoàn chỉnh không có gì tốt mà cảm thấy tiếc nuối lấy thực lực bây giờ của cậu có được phương pháp tu luyện sơ kỳ của bộ nguyên thuật này cũng đã là cơ duyên to lớn lắm rồi vạn sự khởi đầu nan đừng có lại gian nan rồi bắt đầu nản bây giờ đường đã xuất hiện mặc dù long đong khó trèo nhưng chờ tương lai thực lực của cậu đến tự nhiên sẽ có cơ hội nhìn hết nó yêu yêu nói chu nguyên gật gật đầu hắn cũng không phải người xoắn suýt cơ hội đã trôi qua ảo não cũng không có ích lợi gì bởi vì đó là chuyện vô bổ chưa kể đến thu hoạch lần này hoàn toàn chính xác đã coi như là cực lớn lấy số lượng tinh thể nguyên khí bây giờ của hắn nếu như lại lần nữa giao thủ cùng lã thái kia Chu Nguyên tự tin cho dù người sau có ở trạng thái viên mãn thì hắn cũng còn nắm chắc thắng. Nói cách khác, thực lực bây giờ của hắn đã bắt đầu tiến vào cấp độ đỉnh phong trong hàng ngũ nguyên anh cảnh của Hỗn Nguyên Thiên rồi, mà phải biết, tính toán đâu ra đấy, thời gian hắn đột phá đến nguyên anh cảnh cũng không cao hơn nửa năm, tiến bộ như vậy đủ để cho những người phí thời gian nhiều năm trên nguyên anh cảnh kia đỏ mắt không gì sánh được. Yêu yêu ưu nhã xoay người từ trên cây nhảy xuống, cho hồ lâu ngọc ở trên eo nhỏ, khẽ vuốt tóc đen nói: "Nếu như cậu đã tu luyện hoàn tất, vậy chúng ta cũng nên đi thôi." tiến về vạn thú thiên sao chu nguyên cũng đáp xuống có chút mong đợi nói tuy rằng ngoài miệng chu nguyên luôn luôn nói ghét bỏ thôn thôn nhưng hiển nhiên là đối với nó hắn cũng có tình cảm cực sâu từ một loại ý nghĩa nào đó nói nó cùng yêu yêu đều làm bạn với hắn nhiều năm chứng kiến hắn từng bước một bò lên yêu yêu gật nhẹ đầu chúng ta bây giờ đang ở trong thiên cơ vực thành trì lớn nhất của thiên cơ vực có tên là thiên cơ trong thành có một tòa khóa phức truyền tống trận chỉ có điều nửa năm mới có thể khởi động một lần hơn nữa cần một vị cường giả pháp vực cảnh chủ trì Chu Nguyên nói: Những năm này hắn cũng coi là tương đối hiểu rõ tình thế của các vực ở Hỗn Nguyên Thiên. Lấy thực lực hiện nay của Yêu Yêu, nếu như muốn tự tay bố trí một tòa khóa vực đại trận cũng không phải là không thể được. Nhưng Chu Nguyên cũng không tính để làm như vậy, bởi vì trước đây Thương Uyên đã nhắc nhở qua, đừng cho Yêu Yêu động tới sức mạnh quá lớn, bởi vì khả năng này sẽ tăng tốc độ khôi phục của thần tính. Cường giả pháp vực cảnh sao? Ta bây giờ vận dụng sức mạnh cấp bậc pháp vực hẳn là không có gì đáng ngại. Đối với chuyện này, Yêu Yêu cũng không có dị nghị. Đoạn đường này nàng đều đi theo Chu Nguyên có kết quả hai người cũng không có lại kéo dài thêm thân hình khẽ động là đã lập tức tan biến khỏi chỗ cũ chỉ có hồ dung nham khổng lồ còn đang bốc hơi bừng bừng kia thôi mà sau khi hai người rời đi nguyên thú trước đây tránh né trong núi rừng thì là rối rít trở về mà khi bọn họ tới chỗ hồ dung nham này thì tất cả đều phát ra tiếng gầm gửi mừng như điên tuy rằng phần lớn sức mạnh ở nơi đó đã tán đi nhưng đồ vật lưu lại kia cũng vẫn như cũ là một cơ duyên không nhỏ đối với bọn chúng khi hai người chu nguyên đến thành thiên cơ kia thì đã là ba ngày sau ở trong thành bọn họ cũng không ngoài sở liệu thấy được khóa vực đại trận hùng vĩ kia chỉ có điều chung quanh trận này có vô số binh sĩ của thiên cơ vực trông coi nhưng ở dưới tình huống yêu yêu xuất thủ cũng không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được hai người chui vào mà đợi đến yêu yêu khởi động đại trận binh sĩ trông coi chung quanh đại trận mới kinh ngạc và sợ hãi nhìn qua bọn họ không rõ vì sao đại trận này lại đột nhiên khởi động rõ ràng cương giả pháp vực cảnh của nhà mình còn chưa từng đi vào mà trong khi toàn bộ thành thiên cơ hoảng loạn lên đại trận đã là khởi động hào quang óng ánh bao trùm thân hình của hai người không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo nhìn qua hư không dần dần vặn vẹo vỡ vụn trước mắt chu nguyên có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của một cường giả pháp vực cảnh đang nhanh chóng chạy đến bên này đó hẳn là cường giả pháp vực cảnh tọa trấn thành thiên cơ rồi chỉ có điều hiển nhiên là không còn kịp rồi cường quang vọt tới tràn ngập ánh mắt và lúc này chu nguyên cũng nhếch miệng cười một tiếng vạn thú thiên tiểu hỗn đản thôn thôn kia từ ra thật đến rồi video tập 234 bộ truyện nguyên tôn kết thúc ở đây nhé Tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ Ki Quy Truyện.